Điện tử Thanh Nguyễn xin được chào các bác, các anh, các chị, các bạn và các em nhé. Điện tử Thanh Nguyễn hôm nay sẽ giới thiệu đến tất cả các bác, các anh, các chị, các bạn và các em một bộ hát gọi là thánh, có loại thánh hát, tức là thánh hát, thánh nhạc và thánh của các loại thánh. Từ trước giờ Thanh Nguyễn đã ghép, đây là bộ hát có thể nói là đẳng cấp nhất, nổi tiếng nhất và cầu kỳ nhất, công phu nhất của Thanh Nguyễn đã ghép từ trước đến nay, mà có thể chiến đấu với mọi đối thủ trên đấu trường karaoke hiện nay bây giờ, với giá tiền cũng hơi khủng một chút. Bộ hát này Thanh Nguyễn đã ghép tất cả các loại âm thanh để tạo lên một bản nhạc tái tạo lại tất cả các hoạt động con người, xã hội, tự nhiên diễn ra trong hàng ngày, hàng tháng, từng phút, từng giây. Và bộ hát này Thanh Nguyễn sẽ ghép đúng là bộ hát công kênh khủng và đẳng cấp. Thứ nhất là một chiếc loa lén, thứ hai là Thanh Nguyễn ghép một BV làm loa center, thứ ba là Thanh Nguyễn ghép DLS và đôi loa D3 làm một loa full, và loa lời Thanh Nguyễn ghép đôi audio king, và cuối cùng Thanh Nguyễn ghép một cục đẩy, một cục súp AR đình đám. Và hôm nay anh Nguyễn sẽ ghép một cục đẩy 4 kênh, kênh 1, kênh 2, anh Nguyễn chạy cho loa pull, kênh 3, kênh 4, anh Nguyễn cho loa center và loa SRSN surround, tức là tái tạo lại toàn bộ các hoạt động của con người, của xã hội, của thiên nhiên. Đây là bộ hát khủng nhất trong loại khủng, thể hiện toàn bộ các giải tần, từ thấp, từ trung, từ giữa, từ cao, từ lửa cao lửa thấp là Thanh Nguyễn đã tái tạo. Mà trước khi để chuẩn bị bộ hát này, Thanh Nguyễn đã mời rất nhiều các chuyên gia và kỹ sư âm nhạc đấy lên kế hoạch tổ chức, ra nhiệm vụ khâu lắp ráp, rồi khâu chuẩn bị, khâu kỹ thuật để dựng lên bộ âm thanh đa chiều, đánh tất cả mọi lĩnh vực, từ nghe nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc xanh, nhạc tím, rồi nhạc bolero, nhạc remix, loan pop. Bộ hát của anh Nguyễn là một bộ hát đa lăng, nhưng mỗi một chức lăng đều thể hiện xuất sắc nhiệm vụ của mình được đặt ra. Thứ nhất là một mic UG9 đã làm cho giới ca sĩ, nhạc sĩ và nhà thơ phải thổn thức khi được sở hữu chiếc mic này và cất cao giọng hát của mình, khoe mẽ với các bạn bè, đồng nghiệp, quen của mình. Và thiết bị thứ hai đó là một chiếc lọc equalizer đình đám, nhiệm vụ là cải những tần số âm thanh để mượt mà, ống ả, nhẹ nhàng, sạch sẽ, loại bỏ toàn bộ những rác âm thanh, bộ âm thanh, rồi là cạn âm thanh, vân vân. Thiết bị thứ ba là một nàng tiên nữ áo tím có khuôn mặt dịu dàng, thủy chung, son sắc, làm nhiệm vụ xử lý đường mic để cho tất cả giới ca sĩ, nhạc sĩ đều phải tấm tắc khen ngợi khi được hát trực tiếp bằng làng tiên nữ thủy chung son sắc VOCD X6. Và thiết bị thứ tư anh Nguyễn nói đây, đây chính là một đao phổ luôn luôn để chém chặt tất cả thành số âm thanh vượt quá ngưỡng và tự điều chỉnh cường độ âm thanh ở trong ngưỡng người đặt ra, ổn định nhất, hay nhất, đậm nhất và êm nhất. Thiết bị cuối cùng là thiết bị lỗ. Thiết bị này có tên là DX448, có nhiệm vụ 4 kênh và đã thực hiện được tất cả ý đồ của anh Nguyễn từ trước nay để ghép một dàn hát siêu khủng. Siêu khủng của khủng, đây gọi là có thể là thánh hát, thánh nhạc, khủng của khủng. Và âm thanh thăng lặng, chơi tất cả góc độ đa chiều, ngoài trời, trong nhà, cung trăng, dưới biển, vân vân. Đây bộ hát có thể nói là có thể là lắp trong phòng hát cho chuyên nghiệp, gia đình, ngoài trời. Và anh Nguyễn đã chuẩn bị hệ thống máy tính MSD cao cấp nhất hiện nay để xử lý dàn hát khủng của khủng. Đây là phần mềm anh Nguyễn đã áp tất cả các chế độ cho một dàn hát 5.1 để tái lại tất cả các giải tần, từ giải tần yếu ớt nhất cũng thể hiện được ra cái bộ hát này.
và cho các bác một chất ấm bác học. Và hôm nay Hành Nguyễn rất tiếc, đó là thiếu một viên ngọc viên đông, đó là chiếc idol view của Việt Nam đang hết hàng. Đây là chưa thể hiện hết sạch, khai thác hết sạch được tất cả một dàn hát chuyên nghiệp đẳng cấp. Và anh Nguyễn cũng tất cả các bác có nhu cầu về âm thanh thì anh Nguyễn trong bán kính 100 km, anh Nguyễn sẽ đến tận nhà lắp ghép phối hợp và cân chỉnh một cách bài bản công phu chi tiết. Đây là một hát karaoke có thể nói là đình đám nhất từ trước đến nay nhé, gồm có 1 loa 2 3 4 5 6 7 8 9 loa và một con ếch khóc cụ 10 loa 10 loa. Anh nhé, anh nhớ xét một mic huyền thoại, một địch, một lọc đình đám, một làng tiên nữ, một máy cao phủ, một cung đài. Và anh như này rất tiếc là thiếu bên ngọc bên đông. Và bà anh em kết toàn bộ để cần bác nghe nhé. Còn một chút nữa bác nghe này. Thử giải bát không nhá. Rất quy lực không nhá. Các loại đèn chậm nháy. Rất là đầu. Anh Nguyễn sẽ mời một ca sĩ nổi tiếng Thành Trung Nguyễn sẽ hát thử một bài để test giải hát karaoke bác nhé. Trên sông đó tôi tìm cờ quen nàng, ngồi bên nhau gọi tên nhau rồi xa nhau. Em đã đến và đã đến như áng mây, như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hình hài một vài giờ vui. Tôi muốn nói lên trọn lời êm đềm về tai em bằng con tim một người yêu em. Chưa nắng cháy sợ gió núi xô sóng khơi tan vỡ mau nên tôi nghẹn lời ôm cuộc đời vạn cơn lẽ lo. Tôi yêu em nhiều.
tuyệt vời, rất cảm xúc. Xin cảm ơn ca sĩ Thành Trung. Đây chưa một chiếc cốc cụ AR siêu chậm 40 nhá, đẳng cấp luôn, gọi là thân sấm AR 40. Mà em đưa súp vào bánh, ok, bình đám. Thanh hát, thanh nghe nhạc, thanh, thanh lộ. Thêm lấy em ơi, thời gian gần gũi, nào được bao nhiêu, mà khi rời con, lòng này cô liêu, nên xa em rồi, tôi nhớ em nhiều. Tôi đứng đó như hình một phó tường, chờ ai đây, đợi ai đây, và tìm ai đây. Nghe mũi tiếng gào thét giữa muôn sóng vỡ, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Cảm ơn ca sĩ Trung với nhá, rất tuyệt vời. Đó là bộ hát hiện đại nhất, tức là đây là bộ thánh hát, thánh lộ, thánh nghe nhạc khủng của các loại khủng, đại của loại cả đại với nhá. Hiện tại đang lại toàn bộ các giải cần. Các chất âm dù là yếu nhất em kích lên được. Đây bộ hát là nổi tiếng nhất trên thị trường hiện nay, có thể đánh giá ngang với thanh vai các cường quốc Nam Châu nhá, hiện đại nhất ấy, với giá tiền gần chạm đến khủng, không khủng lắm. Biết tại sao em luôn bác nghe nhạc vàng thì quá chất luôn, quá chất. Được ông ca sĩ đang nguyên đồng hát thì quý hả, làm tất cả các bác đang yêu đã được yêu chắc là phải là mê lòng, mê hồn luôn. Em muốn xanh phải là các bác có nhu cầu về lắp đàn hát karaoke chuyên nghiệp gia đình trong bán kính 100 km hoặc hơn 100 km thì anh Nguyễn đến tận nhà sẽ lắp và lắp bộ hát có nhá. Em chào các bác ạ.